Chào mừng các bạn đến với bản tin trưa ngày 2 tháng 12 năm 2023 của Tuyền Văn Hóa Stadium. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Andre Onana có thể đã gây thất vọng tại Champions League, nhưng ở ngoại hạng Anh, thủ thành này vẫn là chốt chặn tin cậy của MU. Thậm chí, theo chính huấn luyện viên Ten Hag, Onana phải nằm trong nhóm những thủ môn hay nhất giải đấu. Hãy cập nhật câu chuyện này cùng nhiều tin tức đáng chú ý trong bản tin trưa này. Ten Hag gọi Onana xuất sắc thứ hai Premier League. Giữa tuần qua, Andre Onana là tội đồ của MU trong trận hòa 3 đều với Galatasaray. Hai sai lầm chí mạng của thủ môn sinh năm 1996 đã khiến Quỷ Đỏ phải chia điểm, qua đó đối mặt với nguy cơ lớn bị loại khỏi Champions League. Onana đã hứng chịu muôn vàn chỉ trích, đặc biệt là khi anh vẫn thường xuyên mắc lỗi khiến MU thủng lưới từ đầu mùa. Tuy nhiên, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn ra sức bảo vệ cầu học trò. Trước thêm trận đấu gặp Newcastle, chiến lược gia sinh năm 1970 khẳng định Onana hiện vẫn là một thủ môn chất lượng tại Premier League, thậm chí nằm trong top đầu. Huấn luyện viên ten Hag cho biết như sau: nếu nhìn vào những số liệu thống kê, Onana hiện đang là thủ môn xuất sắc thứ hai tại Premier League. Cậu ấy vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Tại Champions League, đúng là cậu ấy đã mắc những sai lầm đáng tiếc, nhưng nhìn chung thì Onana đang chơi tốt trong mùa giải đầu tiên cho MU. Hẳn các bạn còn nhớ sau trận đấu thiệt hại với Bayern Munich, Onana đã chơi tốt ra sao trước Burnley. Cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ, có cá tính và sẽ biết cách vượt qua những sai lầm. Với phát biểu này của Erik ten Hag, có lẽ Onana vẫn sẽ giữ được vị trí số 1 trong khung thành của Quỷ Đỏ. Thực tế thì Onana vẫn là thủ môn hàng đầu của MU lúc này, chứ chẳng phải ai khác. Ten Hag chưa dám mạo hiểm đặt niềm tin vào ai trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Sân Old Trafford lại dính bê bối dịch vụ. MU đang bị điều tra sau khi một số người cho biết cảm thấy không khỏe. Họ bị nghi được phục vụ gà sống trong một sự kiện được tổ chức tại Old Trafford. MU đã từ chối bình luận về bê bối này, nhưng cũng đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ sau khi nhận được khiếu nại từ những vị khách tham dự sự kiện trong những tháng gần đây. Bản chất chính xác của sự kiện không được nêu rõ. Các cuộc điều tra của hội đồng và MU dự kiến sẽ kiểm tra xem liệu các triệu chứng mà các khách gặp phải có liên quan đến những gì mà họ tiêu thụ trong khuôn viên của câu lạc bộ không, hoặc đến từ nguyên nhân khác. Xếp hạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện tại của MU được liệt kê trên website của chính phủ ở cấp 5, mức cao nhất có thể đạt được. Dù vậy, sự cố liên quan đến thịt gà sống có thể khiến cho xếp hạng này bị đánh tụt. Cuộc điều tra thường niên của cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm FSA tại Old Trafford đã được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 10. Song xếp hạng của MU vẫn chưa được cập nhật cho năm dương lịch 2023. Nếu không thể đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt, một phần cơ sở kinh doanh có thể bị dừng hoặc đóng cửa. MU kiếm được doanh thu đáng kể từ việc tổ chức các sự kiện và cung cấp dịch vụ ăn uống, đặc biệt là vào ngày thi đấu. Do đó, bất kỳ sự hạ thấp xếp hạng vệ sinh thực phẩm nào xảy ra sẽ khiến câu lạc bộ thiệt hại nặng nề. Brentford trả lời đối tác về vụ Tony. Ivan Tony hiện đang bước vào những tuần cuối cùng của án treo giò 8 tháng sau khi thừa nhận vi phạm các quy tắc cá cược của FA hồi đầu năm nay. Cầu thủ người Anh chưa chắc ở lại với Brentford vào ngày 18 tháng 1 trong bối cảnh anh đã nhận được lời mời gọi từ Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên, phía Brentford không muốn mất người. Khi được Evening Standard hỏi về tương lai của cậu học trò, huấn luyện viên trưởng Thomas Frank cho biết như sau: mọi người đều thấy những gì Tony đã làm năm ngoái, không giống như anh ấy bị gãy chân hay chấn thương ACL. Vì vậy anh ấy khỏe mạnh và có lẽ tham vọng hơn để đạt được thành công. Tôi tin rằng anh ấy hoàn toàn quyết tâm. Tôi không muốn mất Ivan Tony. Tôi hy vọng và nghĩ anh ấy trở lại tập luyện cùng đội sớm thôi. Đây được xem là câu trả lời cho bất cứ đội bóng nào quan tâm đến Ivan Tony. Arsenal đang quan tâm đến Tony từ lâu. Pháo thủ muốn đưa về một số 9 cạnh tranh vị trí với Gabriel Jesus. Trong khi đó, Chelsea cũng muốn có tiền đạo để gia tăng chất lượng hàng công. Tuy nhiên, cũng có những thông tin cho biết Ivan Tony cân nhắc việc kiếp đồng mới với Brentford. Có thể mọi thứ sẽ được tiết lộ cụ thể vào đầu năm mới. Everton thoát đơn kiện. Theo Daily Mail, bộ ba câu lạc bộ đã xuống hạng Premier League mùa trước là Leeds United, Southampton và Leicester City đã tìm kiếm một giải pháp thương lượng thay vì kiện Everton. Sau khi đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche bị trừ 10 điểm do vi phạm luật công bằng tài chính của ngoại Anh. Trước đó, tờ The Times đưa tin Everton có nguy cơ bị trừ thêm 9 điểm nữa, khiến họ có nguy cơ rơi vào tình trạng mất kiểm soát sau khi Leicester, Leeds United và Southampton yêu cầu bồi thường 300 triệu bảng. Tuy nhiên, khả năng này sẽ không xảy ra sau động thái từ ba câu lạc bộ vừa nêu. Việc Everton bị trừ 10 điểm là hình phạt nặng nhất trong lịch sử Premier League, khiến cho đội bóng hiện tại xếp thứ 19. Thất bại 0-3 trước MU cách đây không lâu càng khiến tình hình của đội chủ sân Goodison Park bị đát. Hiện tại, họ chỉ có 4 điểm sau 13 vòng đấu, kém nhóm chủ hạng 5 điểm. Everton vừa qua đã nộp đơn kháng cáo lên chủ tịch hội đồng tư pháp của Premier League
về án phạt trừ 10 điểm. Câu lạc bộ trước đó cho biết họ bị sốc và thất vọng trước phán quyết mà họ mô tả là hoàn toàn không tương xứng và bất công. Một hội đồng kháng cáo giờ đây đã được chỉ định để xem xét vụ việc. Với hoàn cảnh hiện tại, Everton cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn trụ hạng thành công. Đêm nay, họ sẽ làm khách trước Nottingham Forest. Một chiến thắng là điều cần thiết với Everton vào lúc này để họ tích lũy thêm điểm số cũng như sốc lại tinh thần. Thần đồng Brazil bỏ Chelsea chọn PSG. Theo Full Mercato, PSG đã vượt mặt Chelsea trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Gabriel Moscardo, người được coi là thần đồng của Brazil. Giám đốc Luis Campos của PSG đã bay đến Brazil để hoàn tất thương vụ có giá trị chuyển nhượng là 25 triệu euro này. Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu euro cho Corinthians, nhưng đã bị từ chối. Đội bóng Brazil sẵn sàng bán Gabriel Moscardo cho đội nào đưa ra mức giá cao nhất. Chính Moscardo cũng đã xác nhận bến đỗ tiếp theo là PSG. Vì thế, hai câu lạc bộ đã đẩy nhanh đàm phán và có thể thực hiện thương vụ này ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Thần đồng 18 tuổi người Brazil cho rằng PSG là điểm đến phù hợp hơn để anh phát triển. Hiện tại, hàng tiền vệ Chelsea đang cho thấy sự cạnh tranh lớn với những cái tên như là Enzo Fernandez, Moise Caicedo, Conor Gallagher, Romeo Lavia, Leslie Ogbonnaya, Kani Chukwuemeka và Andre Santos. Với sự cạnh tranh lớn như vậy, thời lượng ra sân của Moscardo chắc chắn là không nhiều. Chelsea cũng không thể mượn Gabriel Moscardo vì đã sử dụng hết 7 suất mượn cầu thủ quốc tế. Chính vì vậy, PSG khá rộng đường chiêu mộ cầu thủ trẻ của Corinthians dù gia nhập cuộc đua muộn hơn. Phan Văn Đức báo tin vui tái xuất. Trong một đoạn video ngắn mà câu lạc bộ của Hà Nội đăng tải trên mạng xã hội gần đây, có thể thấy tiền vệ Phan Văn Đức đã trở lại tập luyện cùng với các đồng đội và sẵn sàng tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng. Trước đó, Phan Văn Đức bị đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu gặp Khánh Hòa tại Cúp Quốc gia 2023 hồi tháng 4. Ngôi sao Nghệ An sau đó đã phải sang Singapore để làm phẫu thuật và đành phải tạm thời rời xa sân cỏ cho hơn nửa năm qua để điều trị. Nếu như Phan Văn Đức trở lại thi đấu và gây ấn tượng trong tháng này, anh hoàn toàn có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Khi ấy, huấn luyện viên Philippe Chaussier chắc chắn cũng sẽ có thêm một lựa chọn trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup 2024 cũng như vòng loại World Cup 2026 và năm sau. Bên cạnh trường hợp của Phan Văn Đức, nhà đương kim vô địch V-League, Công an Hà Nội FC còn chào đón sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở trận gặp Hải Phòng. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng, gia tăng chiều sâu tấn công cho nhà đương kim vô địch trong hành trình sắp tới. Thầy Park thừa nhận có thể đối đầu đội tuyển Việt Nam. Gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo được gắn với nhiều đồn đoán sẽ trở lại làm việc. Thậm chí giờ đây ông còn cho biết muốn thử sức với đội tuyển quốc gia khác nếu có cơ hội. Và không loại trừ, điểm đến của nhà cầm quân người Hàn Quốc là đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Ông nói về chuyện này như sau: "Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng tôi không trở lại làm việc ở Hàn Quốc. Ở thời điểm này, tôi đang mở lớp đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn có dự định thử sức ở quốc gia khác nếu có cơ hội." Theo tờ Osen của Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục làm việc ở Đông Nam Á. Còn theo thông tin từ đài KBS Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá Singapore đã liên hệ mời huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển nước này. Nhiều tờ báo Trung Quốc cho hay, Liên đoàn bóng đá Singapore không hài lòng với huấn luyện viên Takizuki Nishigaya sau hai trận thua ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Do đó, họ có khả năng chia tay huấn luyện viên người Nhật Bản. Có lẽ giờ đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đang cởi mở với bất cứ lời đề nghị cầm quân nào. Vì thế, cổ động viên Việt Nam phải quen dần với viễn cảnh ông làm việc cho một đối thủ gần gũi và có thể đối đầu đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Ronaldo mỉa mai đối thủ ăn vạ hài hước. Dạng sáng nay, ngày 2 tháng 12, tại vòng 15 Saudi Pro League, một bàn thắng của Milinkovic-Savic và cú đúp của Mitrovic đã đưa Al Hilal đánh bại Al Nassr với tỷ số 3-0. Chiến thắng này không chỉ giữ cho Al Hilal giữ vững ngôi vị đầu bảng, mà còn mở rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Al Nassr lên thành 7 điểm. Trong trận đấu này, siêu sao Cristiano Ronaldo không có kiến tạo hay ghi bàn nào hợp lệ, nhưng anh đã tạo ra một điểm nhấn với một tình huống va chạm với một cầu thủ của Al Hilal. Trong hiệp 1, hai cầu thủ có những lời qua tiếng lại sau một pha va chạm. Ali Al-Bulahi của Al Hilal đặc biệt đã tiến lại gần Ronaldo để thể hiện sự khiêu khích và chỉ trích CR7. Theo đó, chủ nhân của năm quả bóng vàng đã phản ứng bằng cách đưa tay chỉ vào tai, như một cách để thể hiện sự không quan tâm trước những hành động khiêu khích từ đối phương. Trước đó, Ali Al-Bulahi bị phạm lỗi, Ronaldo cũng đã vỗ tay mỉa mai sau khi hậu vệ người Saudi Arabia nằm ăn vạ trên sân. Cristiano Ronaldo hiện tại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Saudi Pro League với 15 bàn sau 14 trận. Ngoài ra, tiền đạo 38 tuổi này cũng là người dẫn đầu về số kiến tạo với 7 đường truyền thành công cho đồng đội. Trận đấu tiếp theo của Al Nassr sẽ là chuyến làm khách trên sân của Istanbul trong khuôn khổ FC Champions League vào giữa tuần tới, vào ngày 5 tháng 12, trước khi trở về sân nhà để đối đầu Al Riyadh trong khuôn khổ Saudi Pro League.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.